và kính mời gặp huynh Chí Trương Thanh tránh hội trưởng lên nhận quà. Xin chân thành cảm ơn tất cả. Giống như đoàn nhãn trắng mang hộp giống tự lành, đem gieo khắp mọi nơi, tạo thành nguồn ân huệ dồi dào cho muôn người hạnh hưởng như lời Đức Chí Tôn dạy: hảo Nam Bang, hảo Nam Bang, tiểu quốc tạo khai hội niết bàn, hạnh ngộ cao đài truyền đại đạo, hảo phùng ngọc đế ngự trần gian. Kính thưa quý vị, có một ngôi thánh đền tương đối khang trang như ngày hôm nay là do công của chư vị tiền khai tiền bối có những tấm lòng vàng và tinh thần vì thầy vì đạo của toàn thể đạo tâm cũng như quý mạnh thường quân, các nhà hảo tâm đã đổ biết bao nhiêu công sức, biết bao nhiêu của cải để kiện tô thánh sở này. Hôm nay ngày lễ kỷ niệm truyền bối quá giảng, chúng ta cùng nhau hướng trọn tấm lòng thành dâng lên chư vị với tấm lòng tôn kính tri ân công đức tiền nhân và tâm nguyện noi những tấm gương sáng chói về đời đạo song tu. Góc độ địa phương thì cũng rất là
thấy rất phấn khởi và rất chân thành cảm ơn cái sự đồng hành của các cái tôn giáo, của các cái hệ phái cao đài nói chung có mặt trong cái buổi đại lễ hôm nay. Và kính thưa quý vị, ban tổ chức chúng tôi xin thay mặt tất cả quý vị và cảm ơn tấm lòng quý báu của quý vị đã dành cho bộ đội chúng tôi. Kính chúc quý vị đại biểu chính quyền được dồi dào sức khỏe và đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ của mình. Kính chúc quý vị đại diện các tôn giáo, các tỉnh thất và khách mời được dồi dào sức khỏe và hưởng nhiều hồng ân của các tấm thiên liêng hậu phương tấn mãi trên đường tu thân tốt đời đẹp đạo. Kính thưa quý vị, khi xong lễ, kính mời toàn thể quý vị ở nhà Tây Lan dùng tiệc trai thân ảnh. Xin trọng kính chào và tri ân quý vị. Xin cảm ơn đạo đại Ngọc Thiên Lan có phần đạo từ của ban tổ chức. Cái đó là phải bưng dĩa bánh mì. Có lại bánh mì.